Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Daily Swap. Thì để tham gia hôm nay mình link phần mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot các bạn. Rồi mình sẽ nhận được 1500 token Daily nha bạn. Bấm số này rớt nè. Trước kia mình đã claim được 100 token Daily này, bắt được một rô máy đó các bạn. Rồi video đầu tiên bạn xoay những gấp kênh seller nè. Dự án này con Daily này tiềm năng đó các bạn. Rồi các bạn xoay sao nè bạn. Rồi bấm bắt đắp lên nè. Xoay tiếp kênh seller nè các bạn. 1500 tất cả Daily khoảng 7,5 đô ạ. Các bạn xoay sao kênh seller nè. Mai mình log yếu quá các bạn ơi. Sau đó các bạn xoay kênh Telegram nó luôn các bạn. Nó tới 3 kênh nữa các bạn. Tại ơi Bitcoin Mint. Rồi sau đó bấm đắp lên nè bạn. Tiếp tục follow từ Twitter và từ Witbot nè. Trên từ Twitter nữa các bạn theo dõi các bạn. Đề từ Twitter chính thức của nó có ngày góp nè bạn. 31.950 mấy k nè. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn tự Wit lên nè bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Chờ kênh thứ hai nó cũng follow và từ Wit nè. Vào đây các bạn like nè. Các bạn chỉ chặn như tweet đi các bạn. Các bạn chỉ chặn như tweet username của nguồn IGAP này các bạn. Các bạn ghi A cộng man. Nguồn IGAP này nè. A cộng man CO IGAP nè. Bạn tweet lên các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn vào đây vote consumer vote daily nè. Khi vào đây các bạn bấm nút vote nè các bạn. Hay vote đây chứ. Các bạn vào đây các bạn chụp bấm vào nút vote nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Để mình coi dòng chữ này dòng chữ gì các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào kênh Telegram here nè các bạn. Các bạn xem sau đây nha các bạn. Các bạn gửi bức ảnh lên nè các bạn, giống người ta nè. Rồi, các bạn gửi bức ảnh vút lên nè các bạn. Rồi, các bạn bấm submit detail nè các bạn. Rồi bấm done. Tiếp tục gửi đường link profile từ Twitter của mình nè. Tiếp tục các bạn từ Twitter mình dành nè các bạn. Bạn nhập vào ảnh avatar mình, nhập vào một hồ sơ, nhập vào cảnh cùng, nhập vào chia sẻ. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi dựng bot. Tiếp tục submit địa chỉ PNB Smart Chain Bet20 trên YouTube của Red mình. Bạn sao chép địa chỉ gì nè. Đây là cho bot nè. Sau đó nó hỏi có vút submit hàng bấm done. Xoan kênh Telegram bấm don. Tiếp tục họ có tweet bấm don. Rồi tiếp tục bấm giao sao tiếp nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 1500 token daily nha các bạn. Các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm token nha các bạn. Vậy video đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.